Bác mù căng trại muốn chơi đi chơi một cảnh cái giới xa xôi nơi vùng đại nắng có cái chó mà không có cái đó mong rằng là cái việc tiêu thụ rượu bia đang có một phần nhỏ để chương trình lạm phát chính phủ. Tất cả những xe chạy chương trình đó có ngày hôm nay chỉ duy nhất bác tài mù căng trại là không cúi đầu đi đón xe một cổng chạy không tới nơi 2 phút 21 giây với 8 phút 9 giây nhưng mà đi luôn rồi không dám quay lại. Mình tính cả từ cái đoạn đường đi luôn là xe đó là xe đầu tiên là bác tài già bác tài xe đó một cái giải chính thức đó là giải chúng ta bầu chọn tài xế xuất sắc nhất trong ngày hôm nay. Nhưng là em chưa biết là các bầu chọn đó chúng ta sẽ giơ đũa biểu quyết hay là giơ chén hay giơ tay giơ lên đấy. Đó thì em chưa biết như thế nào. Rồi đem mà là tài xế phá xe nhất là con gây dơ. Em ghen quá lỗ rồi. Cái ghen quá lỗ rồi vậy á. Tôi tới là chụp cho mình luôn. Không chưa là giả hay là chụp lát. Chắc là một chai chụp lát đi. Bác nào lên giao giả nha. Em nào ra lên công ạ. Mời ngài. Bác nhắc lại cho em là giả này giả gì. Giả phá xe, phá xe, phá xe. Phá xe nhìn cái mà không lấy váy cũng chia. Chưa mới mới chưa 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 để chiêm ngưỡng thành quả. Đó. Em báo tin vui cho. We'll be right back.
nay chỉ những ai ôm vô lăng chúng ta sẽ bầu chọn tài xế. Chín năm mươi hả? Các bác em cũng bằng thừa, làm gì được em đâu. Đúng không bác? Đúng không bác? Chính thưa các bác, những người đã tham dự một cách mệt nhọc ngày hôm nay được sự giới thiệu của Ủy ban Lái xe An toàn Quốc gia, được sự ủng hộ của Đài truyền hình VTC, được sự tài trợ của Mitsubishi, Ford và chi và những cô gái xinh đẹp bảo hiểm nữa bác, và bảo hiểm là bảo hiểm xã hội, được sự khích lệ kịp thời của Hải Chiến Ajinomoto F1KN và em xin Châu Lì ha, Châu Lì xin nói chuyện mà tại em đã em đầu tiên em xin công bố người được chọn với số lượng ít nhất trong ngày hôm nay, đó là em Dương Cao một phiếu. Và một người làm bạn cùng với em, đó là Apple, cũng một phiếu. Đồng thời một người về nhất nhưng khả năng lái xe cũng ngang như em, đó là D-Max, cũng một phiếu. Và người anh em làm bốn cũng một phiếu. Và đó là bốn người tổng chung lại được bốn phiếu. Thôi đây, với 25 phiếu chọn, 23 phiếu chống và một phiếu ủng hộ, người anh em Mitsubishi được 3 phiếu. Mitsubishi có 5 người mà sao có 3 phiếu rồi ta? Bác tài xế có tên rất kêu, chạy chiếc Land Cruiser 2005, đời còn khá mới, mặc dù đít xe thì bệt quá nhiều cỏ, nên là chơi cũng được, được 3 phiếu. Người anh em lái xe Corolla ăn ít trên đường đi về vì hết xăng, vì thương cảm phải ghé vào đổ xăng được bầu thêm một phiếu, vốn dĩ là 5 phiếu, thêm phiếu nữa được 6 phiếu. Và đặc biệt xin các bác cho một sự hoan hô nồng nhiệt đến người anh em Parker. Với số lượng phiếu là 3 phiếu. Người người anh em đến từ vùng cao chỉ có cái nắng có cái gió và không hề có cái đó, đó là Mù Căng Chải, được một phiếu. Cực kỳ cẩn thận vĩ đại đi trên chiếc Pajero đời 1998, đó là Sài Gòn Volkswagen, được 4 phiếu. Và cuối cùng mà không nói ra thì ai cũng biết, đó là F1 Racer với tổng số phiếu là 23 phiếu. Đoạt giải nhất với danh hiệu bác tài lái xe an toàn do Hiệp hội Tài xế Việt Nam bầu chọn và tổ chức lái xe an toàn của Bộ Giao thông Vận tải chứng nhận, đóng dấu, đã đóng dấu. Kết quả kiểm toán đã được kiểm toán bởi KPMG. Theo mô hình một chiếc xe của kho tài trợ cho người anh em F1 Racer. Chiếc xe mắc tiền nhất mang đi off road mà không hề dám off road thuộc về chiếc xe Lexus LX 570 bất cần sự kiện.
Ơi, để khích lệ tinh thần cho cái chuyện mà đã tốn xăng nhưng mà đi về không có kết quả, F1 Racer chủ động tài trợ một bình nhớt Castrol 4 lít rưỡi.